1947 có dương tính. Thế là tính cái một cái bệnh nhân F0 á. Trong thời gian từ ngày 12 tháng 10 đến nay, Sở Y tế phối hợp với công ty VinBrain ứng dụng thành công AI Smart Care cho việc hỗ trợ và điều trị COVID-19 tại quận 3 và Bình Tân, với tổng số 166 bệnh nhân hoàn thành cách ly, tiết kiệm thời gian, sức lực, ngân sách, tạo ra tiền đề chưa từng có trong việc khám chữa bệnh và điều trị F0 tại nhà. Ứng dụng này giúp chúng tôi có thể hạn chế được cái việc phơi nhiễm từ cái việc thăm khám trực tiếp của bệnh nhân. Thứ hai là chúng tôi có thể là phân luồng được các bệnh nhân khác và có thể là làm việc linh động hơn, và cùng một lúc chúng tôi có thể thăm khám được nhiều bệnh nhân nữa. Trong cái tình hình dịch bệnh nó đang diễn biến rất là phức tạp, thì ngoài cái việc điều trị Covid thì tôi rất là mong cái ứng dụng Smart Care này có thể được nhân rộng ra và có thể là điều trị được cho các căn bệnh khác. Hôm nay cái nhịp thở có thấy khó thở, có nặng nhọc gì không? Có tức ngực không? Dạ em thấy bình thường chị. Bệnh này có sốt không anh? Nó cũng em cũng tối thì 36.5, sáng là 36.9, thì thức dậy đi nhập Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với công ty VinBrain hoàn thiện các tính năng giúp kiểm soát toàn diện COVID-19 như hợp thức hóa giấy hoàn thành cách ly cho bệnh nhân, sử dụng ứng dụng AI Smart Care và nâng cấp hệ thống báo cáo quản lý F0 tại nhà cho cấp lãnh đạo phường và quận. Đây sẽ là tiền đề vững chắc hỗ trợ hệ thống y tế thành phố chủ động sống chung và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong giai đoạn bình thường mới.